là vị cách sắc cao nhất trong hàng tu sĩ chân và lâm ơn. Với sắc phục riêng, áo dài trắng không xẻ tà, khi mặc hai phần thân được xếp chồng lên nhau và buộc dây đai ở hông gần phía ngực trái, áo này người chân gọi là ai chi phúc. Với váy hở màu trắng, cạp váy có hoa văn hình rồng, đầu đội khăn trắng có hai chua đỏ và viền hoa văn ở hai đầu. Ngoài trang phục trên, cả thân còn đeo khăn đỏ và bốn túi hình âm vật tượng trưng cho âm. Tiếp theo là nghệ nhân đàn nâng đức với bộ trang phục tu sĩ trong Hồi giáo Bà Ni. Đây là vị chức sắc cao nhất trong hàng tu sĩ trong Hồi giáo Bà Ni. Với áo dài trắng, hình rộng gọi là ao phát, được vét nhiều mảnh vải cùng màu. Phía trước thân áo có đường xệ, phần trên ngực có khuy cài một đường ngắn, còn từ ngực đến chân thì để hở. Với váy trắng có viền hoa văn hình rồng, buộc dây thắt lưng có hoa văn, đầu đội nón có lá, trên mình có đeo chùm khăn đỏ trước ngực và bốn túi nhỏ ở phía sau, tượng trưng cho dương vật, yếu tố dương. Nói chung, trang phục giữa tu sĩ Hồi giáo Bà Ni và Bà La Môn cơ bản cũng giống nhau, chỉ khác nhau ở cái chiếc áo, khăn trước ngực và túi đeo. Điều này biểu hiện yếu tố lưỡng nghi, âm và dương, nam và nữ, nhưng lại gắn kết với nhau. Vì vậy, giữa Trăm và La Môn và Hồi giáo Bà Ni tuy hai nhưng vẫn một. Hai nghệ nhân Kiều Thị Mai Lưới và anh Mại Thành Hoàng trong bộ trang phục lễ hội truyền thống dân tộc Chăm. Trang phục lễ hội của nữ có nhiều màu sắc với áo dài truyền thống, cổ trái tim, hai nét áo song song bích tà, màu đỏ tinh nguyên, cộng thêm váy trắng làm tôn thêm màu sắc lộng lẫy. Hoa tai đính chua đỏ, vẫn như đồ trang sức, trên mình có toàn thêm soi tơ bạc, soi tơ in, có dệt hoa văn sặc sỡ đẹp mắt, các phần tăng thêm vẻ đẹp độc đáo duyên dáng và kín đáo của áo dài Chăm. Trang phục lễ hội của nam còn gọi là thời gian vui chơi, áo có nhiều màu sắc khác nhau, áo được may rất nhiều mảnh vải theo lối truyền thống. Mặt khăn sau có hai mảnh tách rời, rồi may ghép lại với nhau, chạy dài theo sống lưng, tạo nên một phong cách riêng. Cổ áo đứng, áo mặc cao hơn đầu gối, với váy màu trắng, đeo thắt lưng có hoa văn, tạo nên màu sắc lộng lẫy của ngày hội. Hai nghệ nhân, cô Lương Thị Kiếp Phượng và anh Mại Thành Huấn, với bộ trang phục nam nữ trong ngày cưới truyền thống của người Chăm. Trong ngày cưới, nam nữ đều mặc váy trắng, nam trùm khăn đầu. Trong ngày cưới, nữ mặc áo dài bích tà màu trắng truyền thống, tóc búi cao, qua tay có đeo tua đỏ. Nam thì mặc áo lá của đàn ông, có nhiều màu khác nhau. Trong ngày cưới, cô dâu và chú rể thường đeo nhiều trang sức như nhẫn mưu ta, vòng tay, sâu chuỗi vân vân. Áo cưới của người Chăm đơn giản, không dệt nhiều hoa văn. Tiếp theo là nghệ nhân cô Hán Thị Bích Thanh trong trang phục sinh hoạt ngày thường, với áo dài truyền thống, váy màu đen. Trong lao động người Chăm ít mặc những trang phục màu sáng hoặc màu trắng, chủ yếu là các vải màu đen, xanh, xám, loại vải cũ chơi, không có theo hoa văn. Với áo dài ngày thường, trong sinh hoạt và lao động, đầu đội chuột đi lấy nước, hình ảnh chung nước với áo dài truyền thống thước tha, đội nước về làng đã trở thành hình ảnh đẹp và quen thuộc trong đời sống hàng ngày ở làng quê Chăm. Ngày xưa không có nền công nghiệp hiện đại, trang phục người Chăm đa phần sử dụng các loại vải thô và may dệt thủ công. Ngày nay trang phục người Chăm sử dụng nhiều các loại vải tốt, mềm mại và chắc, nhưng phong cách
dịu dáng không thay đổi, vẫn giữ được bản sắc riêng.